Bên đây là những người làm khóa ở đầu gam đổ bê tông mọi người. Không biết được nữa nó xúc lên cao. Đó. Hóa chờ bớt được luôn rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với kênh Mang Thanh TV nha mọi người. Thì kênh mình từ Thanh Vlog đã đổi thành Mang Thanh TV nha mọi người. Tại vì nhiều người trùng tên quá. Thì hôm nay là vào một buổi sáng, hôm nay cũng thật là mát. Mát nha mọi người nha, quá mát luôn. Xa xa kia là hồ nha, hồ bầu trắng. Hiện tại bây giờ là, bây giờ mình coi là mấy giờ coi. Giờ là 7:32. Thì hôm nay thì khu hoàn thiện cũng sắp xong rồi. Nên chủ kêu mình dọn rác. Trời, rô riêu hôm nay mọc quá trời luôn à. Tại vì trên đây là miếng cạo quá, ngủ trên đường là miếng cạo. Rồi mới chợ đầu luôn. Hôm nay dọn mấy cái bao rác nè. Đó. Thì bữa mình có quay á, là mấy cái cột á, cho mọi người xem á, mấy cột là cột. Cột nó sao vậy, cho mọi người xem cái cột này hoàn thiện. Đó, cái cột hôm bữa mà clip trước mình có video cho mọi người xem đó. Đó. Thấy chưa? Đó. Đây là cuốn rượu nè. Đó. Đó, đây là đã dọn dẹp di dời đó mọi người. Đó, thấy chưa? Tháo ra hết rồi, còn bê tông mà. Đó là cái đế trụ điện đó. Đó. Chứ là cái đế đây là cổ, xong mình cắn cái sắt vô. Y chang mấy chỗ trụ điện bằng sắt á. Đó, đó là như vậy đó. Đó, mấy cái bô lông kia là bô lông bự lắm mọi người, nhìn xa vậy thôi chứ nhìn gần bự lắm. Bây giờ bô lông kia đem về bớt rồi. Để về nhà mình quay bô lông kia mọi người xem. Thì chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ nha. Một ngày làm việc thực vui vẻ luôn nha mọi người. Thì bên kia mình chuẩn bị dọn mình. Này là nón bảo hộ nè. Bây giờ mình sẽ lụm mấy cái chai lọ này. Đó, mấy rác này. Chai lọ rác này bỏ vô giường nè. Bỏ vô khố hết. Đó, nè. Thuốc nè. Hôm nay thì việc nhẹ cũng lương cao. Nhưng mà làm có một xíu à, lắc dọn này có một xíu à, dọn này xong là lắc lên kia cũng làm việc nặng rồi. Dọn hết luôn. Các bạn biết sao phải dọn rác ở mấy chỗ này là giặt rác không? Tại vì ở đây á là rừng phòng hộ, người ta thấy rác rồi là người ta sẽ phạt, nên phải dọn sạch sẽ cho người ta, làm xong phải giải y nguyên hiện trường cho người ta nữa. Đó, nên phải dọn thôi. Đây thì hiện tại là rất là vắng nha. Đó, không có ai luôn. Bây giờ có cổ hay là hộp ăn thịt cũng không ai biết luôn. Thôi bây giờ chắc mình dọn rác nha mọi người nha. Rồi dọn xong rồi cái gì mình quay cho mọi người xem tiếp nha. Ok. Dọn. Thì sau một hồi dọn cũng xong rồi mọi người ơi. Nè, sạch sẽ rồi nè, nó thấy không? Sạch sẽ hết rồi đó. Rồi ok, sạch sẽ hết rồi. Thì hôm nay cũng hên là ông trời ưu ái cho mình là hôm nay được mát mẻ, không có nắng bao nhiêu. Thì khoảng một lát đây thì ông trời có nắng hay không được không biết. Thì hiện tại thì đang rất là mát.
Đó, xong hết rồi này, này. Còn cái kho cái hố nước này hả, là một lát là lấy nước ra lấy bạc về xếp đem về mà bạc còn ngon mà. Thì bây giờ là xong rồi, thì bây giờ chắc mình qua bên kia mình lên trên đó mình làm việc đây, lên trên kia làm công việc giao thì đã hoàn thành rồi. À, quên còn cái thùng này nữa, đem một kia luôn. Đây, thùng nước, thùng đồ xếp một cục đây này đó, là cái gì bốc đem về. À, thôi bây giờ chắc mình lên bên kia mình làm đây, thì tiếp tục lên trên kia làm nữa. Thì công việc nhà đã xong rồi, bây giờ lên trên kia làm thôi mọi người ơi. Thì bây giờ hiện tại là xe múc đang san lấp mặt bằng nha mọi người. Đó, tại xe múc đang múc nè. Thấy chưa? Xe cuốc nha. Thôi mình lấp mấy đồ này hết luôn nè, lấp mấy cái bao xi này. Lấp hết luôn. Lấp mặt bằng lại để gắn mấy cái sắt vô á. Nó sẽ múc đang múc à. Múc kêu. Nước này dư này, trời ơi, lát rồi bắt đầu lấy xe múc kêu dớt lên nữa. Chứ người dớt không nổi đâu mọi người. Có ai biết lái xe múc này không? Trời đang chuẩn bị chuyển mưa nha mọi người. Đó, cái xúc của máy từ hồi sáng giờ mà chưa xong luôn nè. Thấy không? Giờ mới có được không biết được nữa, nó xúc lên cao đó đó, trời quá đất luôn rồi. Xúc mạnh quá, mạnh nè mọi người. Ngày chắc ngày mai mới xong mọi người ơi, một ngày cũng chưa xong nổi đâu. Kìa trời chuyển mưa nè, ngày mưa nè. Đây, tấm bạc tự xếp một mình luôn. Hồi nãy giờ giờ mới xếp được xong cái mặt, nắng quá trời nắng, mình xếp khó xếp quá trời luôn. Này nãy giờ xếp bạc nè. Còn hồi trưa hãy làm bốc cái phốt pha cái nắng thế bà mẹ luôn. Thôi, này, trời mưa rồi. Điện thoại này dở quá nên không thấy. Cũng 4 giờ mấy rồi mọi người, 4 giờ mấy vậy. Thôi lấy nước uống nè, khát nước quá. Đây có nước, nước bên này uống nước ngọt luôn. Tâm bạc thì nước cắt không rồi. Đây, thấy chưa. Những mấy cuốc mạnh ghê á.
quá trời mạnh luôn à. Thôi bây giờ xong rồi, giờ lên đó tiếp, đi bộ lên đó tiếp mọi người. Rồi bây giờ lên trên kia thôi. Có khung cảnh, mọi người coi khung cảnh đây nha. Đó. Trên đây nhìn xuống đẹp quá ha mọi người ha. Quá trời đẹp luôn. Mệt quá mệt à. Mệt quá mệt à mọi người. Máy xúc à. Bên đây là những người làm khoáng, nó đổ gang đổ bê tông mọi người. Đó. Còn mình thì mình đi làm ngày thôi. Đó. Thấy không? Thì cái này mình đổ cũng được, không có gì hết á. Tại người ta khoáng người khác rồi. Giờ còn mấy bao nữa là xong mọi người. Ok đây nè mọi người ơi. Đây đó. Còn bao nữa sao á mọi người. Rồi ok đủ rồi. Rồi tắt máy nè mọi người. Rồi tắt máy đó. Ok. Xong đây rồi. Đủ. Cây gì? Cây gì? Kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã like và đăng ký kênh của mình nha. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Bây giờ mình phải làm việc đây. Bây giờ mình làm việc đây nha. Thôi mình chỉnh cái bộ lông á. Thôi chào tạm biệt mọi người.